Cuộc định làm cái gì đây? Con đã nói muốn ly hôn mà. Con thật sự vì Han Yu Chun nên mới như vậy sao? Có khi để cho nó ly hôn lại là một điều đúng đắn. Sao ngay cả mẹ cũng như vậy chứ? Trưởng phòng Du đã chia tay với bạn gái rồi sao? Ồ. Anh Min Hớt và Du Chun đã chia tay rồi sao? Đồng hồ chạy xe đạp có vui không vậy con? Dạ vui lắm rồi. Ôi trời, đồng hồ chạy máu cam rồi nè. Làm sao đây? Tôi nghĩ tốt hơn là nên tiến hành xét nghiệm máu trước đi.